Cụ thể, các cửa hàng đã tìm kiếm sản phẩm thủ công từ cói, tre, lục bình tại những làng nghề truyền thống trên khắp cả nước, từ Chương Mỹ, Hà Nội, Nga Sơn, Thanh Hóa cho đến các làng nghề tại Vĩnh Long, Trà Vinh. Tất cả đều được tuyển chọn và đặt thiết kế riêng để phù hợp với thị hiếu và xu hướng thiết kế nội thất hiện nay. Từ cái tre nguyên liệu mà chẻ ra thành tăm, từ tăm mà dệt thành những cái tấm mảnh, rồi từ những cái mảnh bắt đầu họ mới chuyển tải thành những cái sản phẩm cụ thể. Các quốc gia khác là không có, hoặc là các quốc gia khác có nhưng mà họ lại đi theo cái chiều hướng công nghiệp chứ không đi theo chiều hướng thủ công. Cái mạnh tiếp theo của Việt Nam thì là cói và lục bình. Nó vì là cái vùng nguyên liệu cói của Việt Nam thì trải dài theo cái vùng duyên hải từ Bắc đến Nam, nó rất là nhiều và cái chủng loại cũng giống như chất lượng khác nhau. Thông thường các sản phẩm đan lát thủ công từ mây, cói, tre, lục bình của Việt Nam chủ yếu có lối thiết kế đơn sắc và nhã nhặn nhằm tôn lên chất mộc mạc, dân dã của sản phẩm. Tuy nhiên tại những thành phố lớn từ Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh, quý vị khán giả cũng có thể dễ dàng chọn lựa các sản phẩm hữu dụng trong cuộc sống hàng ngày như mảnh trải bàn ăn, miếng lót đĩa, giỏ và kệ đựng bánh trái. Tất cả đã được khoác thêm lớp màu sắc mới thời thượng hơn nhưng vẫn phù hợp với xu hướng mang chất mộc của thiên nhiên vào không gian sống tại đô thị.